làm ngay một video chúc Tết thôi nào sếp ơi. Chỉ với 499.000 đồng, bạn đã có ngay một video với logo và tên thương hiệu của công ty. MC xinh đẹp của Quang Sang Media sẽ giúp bạn gửi đến toàn thể quý đối tác, quý khách hàng những lời cảm ơn, lời chúc Tết. Hãy để lại ngay thông tin số điện thoại hoặc inbox cho chúng tôi để có ngay một video chúc Tết như thế này nhé. Tập đoàn Dược liệu Việt xin kính chào quý khách. Nhân dịp chào đón Tết Quý Mão 2023, Tập đoàn Dược liệu Việt xin kính chúc quý đối tác, quý khách hàng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, như ý phát tài, gia đình gắn kết, sum họp đoàn viên. Tập đoàn Dược liệu Việt cam kết sẽ luôn mang lại những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tốt nhất tới toàn thể quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác và các nhà cung cấp đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Tập đoàn Dược liệu Việt chúc mừng năm mới! Quang Sang Media xin được nhắc lại, chỉ với 499.000 đồng, hãy inbox ngay cho Quang Sang Media để được tư vấn miễn phí nhé!